coi mì nóng hổi vừa thổi vừa ăn đây. Đây là món xôi khoai mì mình mới nấu xong nè mọi người ơi. Cho hành phi, cho muối mè lên, ăn rất là ngon ha. Khoai mì thì mềm, bột dẻo, nếp cũng dẻo béo. Món xôi khoai mì là một món xôi gọi là xôi nhà quê, xôi nhà nghèo dân dã đó mọi người. Hôm nay mình xin giới thiệu với mọi người món xôi khoai mì. Nếu ai thấy thích món xôi này thì xin mời theo dõi video này của mình để coi mình nấu món xôi khoai mì ở Mỹ coi có khác gì ở Việt Nam hay không nha. Giờ mình sẽ đi ngâm gạo. Gạo này gạo nếp mình có 2 cái cup nếp. Mình sẽ đổ cái lon nước cốt dừa này vô đây. Mình chờ cho nó thấm, cho nó ngấm một xíu, cho nó đều thì nó mới ngon hơn. Rồi đây rắc vô đây một xíu muối thì cho cái gạo nó đậm đà. Rồi chút xíu nữa mình sẽ đổ thêm nước vô đây, đảo lên cho nó ngấm nước cốt dừa cho nó thơm. Xôi này tí mình sẽ có ăn với lại hành phi, hành lá đó. Ai thích hành phi của hành tím thì bỏ, còn ai không thích thì chỉ cần hành lá thôi. Còn hồi xưa nhà mình nghèo là chỉ cần nấu nếp với khoai mì với ăn xong cũng được rồi, có muối mè ăn thôi chứ còn không có nước cốt dừa, không có lá dứa, không có hành phi hành phết gì đâu đó. Mình sẽ để đây xíu rồi mình sẽ đổ nước cho nó ngập gạo và mình ngâm. Và bây giờ mình sẽ đi gọt khoai mì ha. Cái khoai mì này á cũng trắng lắm. Nhiều khi mua về gặp cái củ khoai mì đó nó hư rồi nè mọi người ơi. Thấy chưa? Đâu phải lúc nào khoai mì bên đây á nó bị chạy chỉ thâm kim hết à. Chứ không có được ngon như khoai mì mà mới đào, mình không có mua được cái khoai mì tươi đâu. Đó, cắt vô như vậy mới ăn được. Và cái khúc này nó bị hư chạy chỉ hết rồi. Giờ mình sẽ gọt và mình cắt miếng nhỏ ra, đi ngâm và cắt miếng nhỏ ra nha. Và bây giờ củ mì mình đã gọt sạch thì mình sẽ cắt khúc ra và mình ngâm ha. Mình sẽ cắt cắt ra làm đôi như vậy. Trong cái nước này mình có bỏ một xíu muối vô trong đây rồi đó mọi người. Mình sẽ ngâm ngâm khi nào nếp nó mặn mềm thì mình sẽ đi nấu. Ngay bên đây nếp mình cũng đã đổ nước để vô để mình ngâm rồi nè. Bây giờ mình sẽ ngâm ở đây đến chắc mình phải cắt ra như vậy quá tại vì như vậy vẫn còn hơi to. Rồi mai mình sẽ quay trở lại mình nấu ha. Mà mọi người cùng theo dõi coi mình nấu coi có ngon hay không ha. Với cái cách nấu của mình như thế nào, có khác mọi người không? Bây giờ mình đi nấu xôi, chuẩn bị nấu xôi thì mình sẽ đổ cái gạo này ra cái rá cho nó ráo nước. Mình sẽ để đây cho nó ráo nước và mình đi luộc khoai mì trước. Tại vì khoai mì ở Mỹ nó hơi cứng, nó không có được mềm, được dẻo giống như của cái loại khoai mì của Việt Nam. Cái này nó hơi bột cho nên mình phải luộc sơ cho nó chín trước, chứ mình nếu mình bỏ chung vô nấu với nếp thì nó sẽ không có mềm cái khoai mì cho lắm. Mình đã làm thử rồi cho nên hôm nay mình sẽ luộc trước. Bây giờ mình bỏ vô nồi mình luộc với lại xíu muối, xíu lá dứa. Nên bây giờ mình sẽ bỏ lá dứa vô và bỏ một xíu muối vô đây để mình đi bắt đi luộc ha.
quay mì của mình luộc như vậy là được rồi, chín giống như là chín tới thôi, đừng để mềm quá. Và mình sẽ đổ ra, mình bỏ qua để nó sôi ha, mình đi đổ nước nó đi, đổ cái nước. Giờ mình sẽ đổ vào mình sôi. Mình sẽ bỏ khoai mì xuống trước, rồi mình bỏ cái nếp lên ha. Rồi mình sẽ bỏ thêm lá dứa lên nữa, mình đi sôi. Dần thì lên mà. Trên đây cái nồi nước của mình nó đã sôi thôi. Mình sẽ bỏ bỏ sôi lên, bỏ cái này lên. Cái lá dứa này nó dài. Lại đây. Mình sẽ sôi nó khi nào mình khoảng 15 phút là mình đảo. Sôi này lẹ lắm, khoảng nửa tiếng là chín rồi, thì trong thời gian đó giờ mình chờ sôi chín, mình sẽ đi làm mỡ hành và làm muối mè để ăn với sôi ha. Mình đi làm hành phi ha mọi người. Hành phi thì hôm nay mình có một xíu tóc mỡ, mỡ heo. Hôm nọ mình mua miếng thịt ba rọi cái nó có một cái mỡ nhiều quá, mình cắt ra cái mình thắng nó có tóc mỡ luôn. Muốn làm để ăn cơm tấm nhưng mà chưa có thời gian làm cơm tấm, cho nên lấy một ít này mình sẽ làm hành phi. Thì hồi nãy mình có cắt cái gốc hành này riêng á, thì mình sẽ bỏ vô trước ha. Mình xào cái này cái gốc cho nó thơm, xong mình sau đó mình bỏ cái lá vô sau và nêm một xíu không. Chút muối, một xíu đường, xíu chiên thôi. Đó, thơm quá. Giờ cái này thơm mình sẽ bỏ nhẹ nhiều. Làm cái kiểu này thì nó thơm hơn là mình bỏ vô lò vi sóng là microwave á, mình quay thì mình làm thì nó lẹ nhưng mà nó không có thơm bằng cái cách này ha. Ở đây là xíu muối, xíu đường mình sẽ bỏ vô luôn. Rồi tắt bếp là xong. Có một chảo hành phi nhỏ nhỏ để tí bỏ lên xôi khoai mì. Món ăn dân dã nhưng rất là ngon. Trong khi mình chờ xôi chín thì mình sẽ làm muối mè. Thì đây mè với đậu phộng mình đã rang rồi ha. Mình bỏ vô cái bịch này để mình làm cho nó đỡ dăng. Thì đây mình có xíu muối và mình sẽ bỏ đường vô đây ha.
bây giờ mình sẽ đóng cái bịch lại, mình sẽ làm đập đập trên này nè cho nó khỏi dăng. Check xôi mình ha. Đây xôi của mình chín. Mình sẽ xới lên và mình chờ thêm 15 phút nữa. Cái này nó chưa có được mềm lắm. Nó chín thôi mà cái hộp xôi như vậy là mình thấy nó chưa có được mềm, thì mình sẽ chờ ở đây thêm 15 phút nữa. Xôi đã chín rồi, hơn nửa tiếng rồi mọi người ơi. Cái xôi chín và khoai mì rất là mềm rồi nè. Khoai mì bở tơi. Giờ mình sẽ lấy ra ha. Và mình sẽ cho mỡ hành lên. Xôi mềm thơm dẻo, nước cốt dừa. Dĩa xôi khoai mì của mình đã xong. Xôi rất là mềm và khoai mì thì bở và béo lắm mọi người ơi, ngon lắm. Lâu lâu ăn món này ngon lắm. Mình đi ra ngoài mình mua, người ta không có làm món này đâu. Ở Mỹ người ta chỉ có làm khoai mì nước dừa thôi, chứ người ta không có làm nếp với khoai mì giống mình. Chỉ có mình thích thì mình ăn. Đây là hành phi và có tóp mỡ nữa ha. Rồi nếu mà bây giờ mình không có muốn rắc muối mè lên, tại vì tí nữa mình sẽ bưng cái dĩa này đi lên trên tiệm cho mấy chế làm chung với mình ăn đó, cho nên mình để riêng, khi nào ăn thì sẽ rắc thêm muối mè vô. Rồi đây là món xôi khoai mì của mình. Mình xin kết thúc cái video clip xôi khoai mì hôm nay tại đây, và xin chào tạm biệt, hẹn tất cả mọi người vào những cái video clip tiếp theo nha. Xin chào, bye bye.